đang nghe một cái đầu đĩa của anh cũng bằng đèn luôn, cứ ăn lên cái bằng đèn luôn. Và nó có một cái bộ giải mã để cho những người nào chơi nhạc số cắm cái đầu vi tính vào được. Bây giờ tất cả những cái CD nào bạn không có bộ giải mã USB kể như là không có bán được nữa. Còn nếu nó có cái đường USB có nghĩa là nó dung hòa để giữ cái cũ, anh vẫn còn chơi được cái bộ collection đĩa CD của mình và anh có thể chơi nhạc số vào. Thành thực ra cái này là thế hệ mới. Thế chúng tôi đề nghị với các anh là nên mua những cái gì nó có đèn vào thì thứ nhất nó rất hay và đồng thời nó rất bền, rất bền. Vâng, xin mời các anh nghe cái nhạc. Cái nhạc này cách đây 60 năm rồi nha. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles I guess still happen now and then. Step into my heart. I can tell.